Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Mục Trân. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Phi giới thiệu đến quý vị một cái hoàn cảnh của anh Trương Minh Mận, 40 tuổi, hiện ở tại thôn Tú Cẩm, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam. Thì Phi đang có mặt ở nhà của anh, thì Phi cũng được cái thông tin là anh bị một vụ tai nạn rồi liệt nằm một chỗ cũng đã lâu rồi quý vị. Thì hiện tại là có một người con của anh rất là nhỏ, cháu mới có 3-4 tuổi gì đó thôi. Thì hiện tại anh được cha mẹ già chăm sóc. Ok, thì quý vị cùng Phi đi vào nhà của anh để tìm hiểu cái hoàn cảnh của anh như thế nào nha. Đây là chắc là mẹ của anh đây mà mọi người. Dạ, chào cô nha. Cô đang ấy lúa hả? Cô đang cào lúa mọi người. Sau lúa nó bị hư hết trơn vậy cô? Hư hết. Sau lúa nhà cô trồng sao mà để hư hết vậy? Hư là vì hầu nó mái gạt cả rụng về trên cây nó cả rùa ít bữa cả mới xuống. Cả gạt đợt trước nó thì mái, còn đợt xa đây là bị lụt. Có nghĩa là bị ngâm nước lụt hả? Là cái cơn bão số 5 vừa rồi đúng không? Đúng rồi. Cơn bão số 5 vừa rồi nó ngâm nước hả? Nó làm ngâm hai ngày lên mọc mà này. Làm cho lúa của cô bị nứt mọng hết rồi, hư hết rồi. Cái giờ này cái chắc là để cho gà cho việc thôi chứ làm gì hả? Có bị nhiều không cô? Ba xào luôn hả? Trời ơi, lúa sắp thu hoạch nhưng mà do cái cơn bão số 5 vừa rồi á là làm cho gia đình của cô là lúa nhà cô là hư hết trơn luôn mọi người, rất là tội. Con cũng được biết cái hoàn cảnh của con trai của cô á, thì cô có thể cho con với mọi người được hiểu rõ về cái câu chuyện của con trai cô được không? Ở đâu anh nằm trong đó hả? Dạ, mình vô trong đó mình xem thử ha. Ok, thì đây là anh Minh Mận mà Phi mới chia sẻ. Dạ, chào anh. Em cũng được biết cái hoàn cảnh của anh, đến coi thử hoàn cảnh của anh ra sao. Ok, thì chúng ta cùng nghe những lời tâm sự của anh Mận để chúng ta hiểu rõ thêm về cái cuộc sống của anh cũng như là cái bệnh tật của anh lúc trước là như thế nào, rồi anh có thể chia sẻ với anh nha. Dạ, em á là hồi xưa đó là bị đau. Bị đau hả? Cà ro hò lôm để khóm co thật thử bị nhảy thì ro hò lôm chữa không được. Càng cho cái xin cho giới thiệu vô tâm kỳ Hồng Ngọc Thạch á. Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch ở Thâm Cây. Dạ. Cà rò cà sang rồi đó là cho vô cho nó là bị gãy cuộc sống. Bị cuộc sống hả? Dạ, bị gãy cuộc sống. Bị gãy cuộc sống. Mà vô cho Hồng Ngọc Thạch đó là hắn tiên thúc tinh thần á. Tinh thần mà cà sang rồi cà là hắn chữa ra tự nhiên hàng ngày cũng liệt luôn á. Liệt luôn hả? Dạ. Lúc đó là anh là bị gai cột sống, cái rồi họ cho anh vô bệnh viện trong Tâm Kỳ. Hồng Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch hả? Cả những chất thuốc rồi cho uống thuốc nộp dài nộp như này. Cả rồi cho uống thuốc xương khớp hả? Cái chi thằng gì đó? Sỏi thận. Cả rồi còn uống thuốc sang là cả rồi chữa hóa đi được. Cà rào cà vô nó là đang ngại là cà đi vặt lắm, cà sang cà vô liệt luôn cà sang cà tự nhiên cà bệnh viện cà Hồng Thạch á là tự lái xe chuyển vô cho bệnh viện Trung Huế luôn. Cà không đóng tiền luôn, cà sang rồi cà vô rồi nó làm cà chữa cuộc sống chung sống sang gần bị liệt luôn rồi đó. Nghĩa là anh vô bệnh viện mấy ngày sau là năm ngày sau là anh liệt luôn hả? Là trước đó là anh vẫn đi đứng bình thường. Dạ. Hồi trước đi đứng bình thường, đi lồn. Hồi trước là anh đi làm gì? Dạ. Làm thợ gì? Dạ, thợ hồ. Thợ hồ hả? Dạ. Đây là đứa con bé này bỏ tháng mà giờ bỏ. Là hầu nó con bạch. Nó còn mạnh. Mua sữa trong bé. Là mới sinh bé 3 tháng là vợ nó bỏ đi luôn. Dạ. Cái đó còn nội nuôi, anh đi lồn mua sữa trong uống. Lúc đó là anh còn khỏe hả? Còn khỏe là đi được. Đi được. Đi lồn được. Cái đó ca sang ông đo bệnh viện Trung Huế là làm bỏ tháng.
Cá vô trong cây làm 2 tháng. Cá cứ ra đi vô miết rồi sao? Vô đi đo miết. À, bây giờ là anh liệt luôn. Tôi liệt luôn mà bởi vì anh liệt. Vậy là anh bị liệt là mấy năm rồi, anh bị mấy năm rồi? Một năm. Mới một năm à? À, mới một năm. Mới một năm mà sao chân của anh nó teo dữ vậy ta? Anh teo cân. Dạ. Anh nói là cái đùi như là ôm đi, cũng không hết này. Lúc đó là anh to cao lắm phải không? Dạ. Ôi, thấy anh nhìn rất là cao luôn. Nhưng mà bây giờ là chân của anh mới một năm đây mà đã teo riết rồi. Dạ. À, nó là ôm cái chân thì dây dây ta mà dư khúc này ta mà ôm cái đùi dư thấy ta mà chân ôm là anh còn cái siêu siêu khúc bây giờ là siêu. Giờ anh liệt chỗ nào xuống từ rúng xuống từ chỗ bụng ra xuống hả từ ngay từ rúng này ấy ủa bây giờ là anh bị anh thông tiểu ra hả? Thông tiểu chứ bị tiểu không được vì phở thận đó. À. Mũ ở chỗ đấy đưa nước tiểu rồi. À đưa nước tiểu ra. Họ nói là vô bệnh viện Hoàng Ngọc Thạch á làm khuya làm mắc tiểu một giờ mắc tiểu mà bỏ không cho đi tiểu. Mắc tiểu mà không cho đi tiểu hả? Mắc tiểu mà đi tiểu không được. Tiểu xong tiểu bỏ không xong. Bỏ cái chờ tới 11 giờ trưa ba. Một cái túi mà chờ một tụi ma xô nó lòn luôn chứ họ nói là biết á biết mà tiểu không được. Ôi trời ơi thế là bây giờ là anh bị liệt từ rốn xuống đúng không? Dạ. Mà vệ sinh là không biết gì hết. Dạ. Vệ sinh không biết. Biết gì vậy mà đi tiểu là tật nước chảy rồi mà vợ của anh là lại bỏ đi từ lúc mà con mới ba tháng là con anh bỏ đi. À, vợ anh bỏ đi. Bỏ đi. Là lúc đó là anh khỏe mạnh. À, mạnh. Mà sao lồn. Lúc đó là làm hai vợ chồng có xích mích gì hay sao? Dạ không, anh đi lồn biết rồi. À. Đi lồn có túi thứ bảy về, tôi chợ thấy thứ hai đi lồn. À, anh đi làm cả ngày. Tôi nhận thấy thôi. Một cái nào là cuối tuần mới về thôi hả? Dạ. Cuối tuần mới về mới thăm vợ con. Vợ con mới lao nghỉ cho nhật nghỉ điếu cà phê giờ lô bữa. À. Là trong cái lúc mà anh không có ở nhà là chị bỏ chị đi đó. Dạ. Mới có một đứa mới hả anh? Có một đứa. Dạ một đứa. À, cháu năm nay mấy mấy tuổi rồi? 4 tuổi. 4 tuổi rồi hả? Dạ. Cháu 4 tuổi. Hạt mồi dối nhỏ. À. Cháu gái ha mới 4 tuổi mọi người. Nhìn dối nhỏ. Cơ sở cho lớn. Cơ 5 tuổi, cơ 6 tuổi hoặc là 1. 6 tuổi hoặc 7 tuổi gì đó. 7 tuổi hoặc 1. 7 tuổi lớp 1. Của như từ hạt mồi dối bá. Dạ. Rồi bây giờ anh nằm miếng một chỗ đi hả? Nằm chỗ. Anh nằm miếng một chỗ vậy dạ. À. Nằm miếng một chỗ thì có ví dụ như mà dạy là có mỏ được dạy. À. Bo được dạy, bé được dạy. Chứ là tự anh ngồi lại là không được. Vì cái giọng không có phụ giúp mà. Dạ. Còn nằm xuống là được. Nằm xuống là tự nằm xuống là được. Là lấy hai cái tay này. À. Lấy hai cái tay này. Anh có hay ngồi lên không? Không ngồi được. Không ngồi được. Được lên. Nó nằm được. Vậy cô đỡ anh lên, anh ngồi lên thấy được không? À. Rồi, ngồi lên nha là phải có cô phải kéo lên. Phải kéo lên mới ngồi được chứ còn không là không ai kéo là anh không thể ngồi lên được. Có. À kéo. Không có cục dốc gì đâu. Rồi anh nằm miết rồi có bị lỡ không? Có lỡ. Lỡ nhiều không? Lỡ nhiều. Lỡ nhiều lắm hả? Này. À, lỡ cái mông nhiều lắm. Lỡ trước lỡ cái lưng như cái hờ mà lỡ to lắm hả? To cả rồi mới lát đã lát. Cơ sao nào đó là lõn cái thịt này lõn đắt vô phía sau lưng này. À. Là hình như cái chân này cũng bị lỡ không? Bị lỡ luôn đấy. Làm đây nè. Làm đây nè, ấp xuống đây nè, mặt có nè, ấp xuống vô này. Lúc trước rất là cao. Cái này cứ ấp xuống vô này luôn. Bây giờ mình có uống thuốc gì không anh? Ví dụ như mà bị gì đó, hận ái gì đó là mình uống thuốc. Chứ không bị. Uống thuốc nóng. Uống thuốc nóng không? Là mình cũng, mình không phải là uống thuốc hàng ngày hả, đúng không? Không. Lúc nào là đau cái gì mình uống như hả? Mà uống mà hết á. Rồi mà còn thuốc thì thật. Không muốn nữa, nhưng mà bị lẽ đang thì lấy thuốc nó uống tiếp. Rồi trừ là anh có mặc bơ bi không? Có. Có.
À, là phải mặc bơ bi hàng ngày vậy? Chứ không, ý là không biết. À, mặc bơ bi hàng ngày. Nhưng mà mặc bơ bi thì nó nóng, nó lại dễ lỡ. Đó. Chứ phải rồi. Khổ lắm chứ phải. Rồi, rồi từ lúc mà vợ anh đi đến giờ là có liên lạc không? Không. Dạ không. Không hả? Không liên lạc lại luôn hả? Dạ. Không ở thăm bé luôn. À. Ôm tiền đi luôn. À. Đi lồm về đưa cho bao nhiêu trắng rồi nó ôm hắn đầy hết trời luôn. Không để đại trắng lòng sữa tách, không có một đồng bọt luôn. À. Phải mượn tiền của họ 2 triệu mua sữa trắng uống. Rồi mua khăn ướt, rồi mua dạo, rồi mua tùm lum tùm loa trắng. Mít là biết rõ. À, là vợ của rồi anh mình, đó. Em không có một đồng bọt trong túi thì để lì xì cho con họ. 10 ngàn không có nữa chứ phải. Là anh bao nhiêu là đưa hết cho vợ. Anh đi làm về là được bao nhiêu là anh đưa hết cho vợ anh giữ. Ừ. Là còn 500 là... ví dụ như mà lái 500 là đi là nắng. Là chị à, chị đi là chị cuốn hết, chị lấy hết tiền chị đi luôn. Dạ, à. Anh cắt 500 để đi Đà Nẵng đi lồm lẻ. Bây giờ là anh ngồi miết như vậy có mệt không anh? Mệt chứ. Mệt hả? Dạ. Anh ngồi được lâu không? Ngồi chạp thôi chứ mấy. Ngồi được chạp. Rón một xí. Ngồi được xíu thôi. Chứ không được lâu. Thế là mình nằm xuống một tí là mình ngồi một tí đúng không? Dạ. Cho nó có đỡ phải dạ. Lỡ lỡ. Có hồi mà ổng quay thì ngủ mà ổng quay thôi. Ừ. Dạ. Trời, có nghĩa là lúc đó là anh bị cái bệnh về cột sống. Rồi anh vô bệnh viện là người ta cho anh uống cái thuốc... Thuốc... Thuốc gì? Thuốc... Thuốc... Thuốc thận, sỏi thận hả? Thuốc thận gì đó. Tiết niệu hả? Vô thuốc chất thuốc chi thằng á chi thằng hả thằng oan thằng hả dạ đúng rồi oan thằng đúng rồi ủa oan thằng anh cái thần kinh của anh dạ cái thần kinh của anh nó ổn định mà sao người ta chích thuốc oan thằng cho anh có ổn định không biết là có thần kinh em ổn định mà ừ. Thật mà. Thần kinh ổn định mà sao người ta chích thuốc mà nắng cho vô bệnh viện Hoàng Ngọc Thạch trên cái đường nữa. À, có nghĩa là anh bị về cột sống. Sống. Nhưng mà vô uống lại... thuốc nộm đi. Ngại nộm đi. Mà uống thuốc thuốc gì đỏ mà đáng uống. Ừ. Chịu không nổi. Rồi uống sau 5 ngày là anh liệt mà luôn. Mà ngày á thì hai viên mà bằng ngón cái đây này. Mà thuốc tùm lum lo mình nộm đi rồi. Ngại nộm đi rồi mà ăn uống không được. Ừ. Ăn cơm không được. Có món ấy. Ăn không được. Từ một người thanh niên khỏe mạnh mà bây giờ anh trở thành một người nằm một chỗ đây. Thì cũng không biết vì sao mà bệnh viện lại cho anh uống cái thuốc khác. Trong khi anh bị cột sống. Vô bệnh viện cho anh uống thuốc an thần. Dạ. Rồi sau 5 ngày là anh liệt luôn, đúng không? 5 ngày. Rồi. 40 năm rồi, có ông ấy. Rồi sau đó là anh về anh nằm biết tới giờ là hơn 1 năm hả? 1 năm. 1 năm hả? Đúng anh tròn 1 năm. À, tròn 1 năm. Đây là cái giấy mới là ra viện. Là hắn lái xe cấp cứu chở ra bệnh viện trong Huế luôn. Đây là cái giấy mới ra viện của anh. Đây là ra ngày 30 tháng 8, cũng mới đây. Mới đây. Anh Trương là bệnh viện, bệnh viện chí? Bệnh viện đột khoa. Ừ. À, chúng đó đây là bệnh viện đột khoa. Bị nhiễm khuẩn hệ tiết niệu hả? Vị trí không chính xác định. Bệnh kèm là rối loạn về cân bằng điện giải và nước. Chưa được phân loại ở phần khác. Liệt hai chi. Suy tim. Lét nằm. Và vùng đè ép không đặc hiệu sỏi thận và sỏi niệu quản thận ứ nè thận trái ứ mức độ 3 nè sỏi thận 2 đúng rồi nè. Cái này đục qua đây nhiều bệnh hệ dạ cái này đục qua đây cái này anh đục qua đây anh giờ anh cũng nhiều bây giờ đưa vô bệnh viện Hoàng Ngọc Thạch đang chữa ra từ
Từ đưa bệnh viện Đông Hế, Hế cả sang là vô bệnh viện Đô Khoa Tân Kỳ này. Có nghĩa là bây giờ anh bị rất là nhiều bệnh đúng không? Dạ. Rồi cái chân sinh ra nhiều bệnh. Cái đi bệnh viện đó rồi có tốn tiền nhiều không anh? Tốn tiền nhiều. Tốn tiền nhiều hả? Rồi thì chắc bây giờ là cô chú phải lo cho anh đúng không? Trước giờ là cô chú lo cho anh hồi cũng được năm rồi. Năm. Thì hôm nay thì con cũng thay mặt các nhà hảo tâm con gửi cho anh một số tiền để anh có cái điều kiện uống thuốc cũng như là lo cho cháu. Bây giờ con gửi số tiền này cho cô để cô lo ha. Dạ. Yeah. Đây là mẹ của anh Mận quý vị. Thì trong cái quá trình mà anh đau ốm, anh nằm một chỗ như vậy là mà anh cũng ốm yếu như vậy đây, nhưng mà phải lo cho anh thế này. Nhà cửa thì cũng không có gì, cũng rất là khó khăn tại địa phương này. Thì con cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi cho cô số tiền là 10 triệu đồng. Thì cái số tiền này nghĩa là gồm có 1 triệu của gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ, 1 triệu của nhóm tình thương Miến Thương ở bên Mỹ, 1 triệu của chị Minh Tâm ở bên Úc, 1 triệu của một anh dấu tay ở bên Mỹ, 1 triệu của cô Hương quê ở Bến Tre sống ở bên Mỹ, 1 triệu là của em gái dấu tay ở bên Mỹ, 1 triệu của chị Trang Nguyễn ở bên Mỹ, 1 triệu là của anh Dũng Trần, 1 triệu là của chị Mai Lan Trần ở bên Mỹ, và 1 triệu là của dì Năm ở Sydney, Úc. Số tiền là 10 triệu đồng ha. Đây con gửi cô nè, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu. Rồi, đủ 10 triệu cô ha. Này thì cũng mong là số tiền này sẽ giúp thêm cho anh cái phần kinh phí anh mua thuốc anh mang. Rồi mua sữa cho cháu. Cháu nó có uống sữa không? Uống sữa. Cháu có ngoan không? Đi học có ngoan không? Dạ ngoan. Ừ. Cô cũng không có cây thảo cô cũng, yeah. Cũng ăn. Dạ. Yeah. Yeah. Cô có hay đau ốm gì không? Đau cũng đau chứ. Ừ. Đau khi hồng giữa chứ. Dạ, anh nằm dưới đất như vậy hả? Nằm có tấm đệm, mà tấm đệm cũng nắng quá. À. Có biết sao trở không hay không. À, trải cái chiếu ở dưới đất thì nằm chứ nằm đệm nó nóng. Còn nằm chẳng thì vì cái giò nó... À. Nó chẳng trai nó thì cũng nằm. À, có cái giường trai đó. Dạ, cái giường trai đó thì nó ngắn quá, anh thì anh dài, anh cao quá mọi người. Có đủ ngắn. Vì cái giọng là anh như vậy là cũng hay đi bệnh viện chứ hả? Dạ. Lâu lâu là phải đi bệnh viện. Dạ. Lâu lâu. Vô hai tháng nữa là vô rút cái ống lần này rồi. Hai tháng là vô một lần hả? Hai tháng là cái ống lần đục này. Ống trong đục á. Vì trong đục á. Đẹp cái ống là để dịch rồi. À. Cái ống mà đặt một cái ống trong đục hả? Dạ. Cái ống trong đục này mua 2,5 triệu. Mà sao phải đặt cái ống đó? Đặt ống. Ống là ống nước bình nước ứ, bình nước dịch. À. Để không thông rồi. Thông ra ngoài hả? Dạ. Hai tháng là phải vô thay cái ống đó. Thay ống. Dạ. Còn nước tiểu thì là cũng thay ống là thay ống. Bảo hiểm là bảo hiểm 100%. Mà phải bác sĩ biểu ra mua cái ống ngoài riêng. Ừ. Cái ống đó là bệnh viện nó không có, có chịu. Không có. Không có nằm trong danh mục. Dạ. Không dạ. Có nằm trong danh mục bảo hiểm đó. Dạ. Cháu nó đi học có tốn kém nhiều không anh? Dạ, một năm là tốn bao nhiêu mà? Coi như chưa, chỉ là lùn đâm. Xin. Xin. Bình thường là trẻ dạ, em mà gửi trẻ là tháng 900 đến triệu. Dạ, ăn uống sang xui luôn rồi đó. Thôi anh cố gắng thì dạ. Cố gắng vì con mình còn nhỏ thì giờ cố dạ. Gắng thôi. Thế là thôi, bị thế là thôi chịu chứ đành từ anh. Mẹ nó từ nó lúc đi là không về luôn đó hả? Bỏ luôn đó hả? Dạ bỏ luôn, không liên lạc, không đồ gì, ôm hết tiền đi luôn rồi. Dạ. Không còn một đồng bọt mua để cho.
Thôi anh cố gắng anh giữ cái sức khỏe nha. Dạ. Rồi, em cũng biết hoàn cảnh của anh thì cũng đáng chia sẻ. Dạ, cảm ơn anh chị. Giúp đỡ cho anh để anh có thêm cái động lực anh vượt lên ha. Dạ. Rồi. Ok, thì mọi người cũng đã thấy hoàn cảnh của anh Trương Minh Mặn thì cũng rất là tội nghiệp. Bây giờ có đứa con rất là nhỏ đây. Dạ. Thì Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm đến động viên giúp đỡ cho anh một ít kinh phí để anh chữa bệnh, lo cho cháu. Thôi thì Phi cũng thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho anh, để anh có thêm cái nghị lực anh vượt qua. Thì Phi cũng mến chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.